nếu như muốn dùng ý niệm ảnh hưởng vật chất công năng đặc biệt có thể dùng ý niệm di chuyển vật chất ở trên bàn từ phía bàn này chuyển tới bàn phía bên kia chúng tôi đã từng xem qua màn biểu diễn này là có thật Họ dùng phương pháp này Làm sao mới có thể sản sanh hiệu quả này Ý niệm phải hết sức chú trọng Tức là nghĩ về nó Nghĩ về nó Nghĩ nó di động Nó thực sự sẽ di động Động cơ cũng phải hết sức mạnh mẽ Thực sự có cách Hôm nay chúng ta chia sẻ tiếp về bí mật của niềm lực chúng ta xem trang thứ nhất có một đoạn chân thật nhưng không cố định bất biến mà lưu động hoặc biến động muốn dùng ý niệm ảnh hưởng vật chất. Ý niệm nhất định phải chuyên chú. Hơn nữa, động cơ phải mạnh mẽ. Chủ này cho chúng ta một tin tức chân thật. Cái gì là chân thật? Không sanh, không diệt vĩnh hằng bất biến đó là cái chân thật khoa học gia nói với chúng ta ngay cả hư không đều không phải chân thật tại sao nó có biến quá trong phật pháp nói quả thật là như vậy chỉ có pháp tánh Là chân thật Pháp tánh tức là tự tánh Cũng gọi là chân như Cũng gọi là bổn tánh Nó không có hiện tượng Nó không phải hiện tượng tự nhiên Cũng không phải hiện tượng tinh thần cũng không phải hiện tượng vật chất sáu căn của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý tất thảy đều duyên không được nó tồn tại làm sao biết nó tồn tại trong kinh đại thừa phật thường nói sự việc này chỉ chứng mới biết trong thiền tông gọi nó là minh tâm kiến tánh nhìn thấy chân thật rồi người chưa kiến tánh mãi mãi không nhìn thấy chân thật cái chân thật nói không rõ được chân thật không tưởng tượng được trong kinh phật thường dùng một câu nói tâm hành xứ diệt ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành tức là tư tưởng của chúng ta quý vị nghĩ không tới tư tưởng quả thật có cực hạn cái này đã vượt quá cực hạn quý vị nghĩ không tới ngôn ngữ nói không ra trong kinh giáo đại thừa thường có hai câu này đều là hình dung pháp tánh chân tánh tất cả pháp tướng đó là tác dụng chân thật là bốn bể tác dụng có hiện tượng tức là nó có ba loại hiện tượng này điều khoa học gia đã nói phật pháp cũng nói ba loại hiện tượng Nghiệp chứng chuyển tướng Cảnh giới tướng của A-lai-gia Chuyển tướng của A-lai-gia Cũng gọi là kiến phần Cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần Hai phần kiến tánh của A-lai-gia Rất dễ để tiếp xúc được Bởi vì nó có tướng phần Cho nên Khoa học và triết học Có thể nghiên cứu nó Nó là động Hiện tượng chấn động, lưu động hoặc là biến động năng lượng này hết sức lớn chính là năng lượng của ý thức đây là ý niệm năng lượng của ý niệm hết sức lớn nếu như muốn dùng ý niệm ảnh hưởng vật chất công năng đặc biệt có thể dùng ý niệm di chuyển vật chất ở trên bàn từ phía bàn này chuyển tới bàn phía bên kia chúng tôi đã từng xem qua màn biểu diễn này là có thật họ dùng phương pháp này làm sao mới có thể sản sanh hiệu quả này ý niệm phải hết sức chú trọng tức là nghĩ về nó nghĩ về nó nghĩ nó di động nó thực sự sẽ di động động cơ cũng phải hết sức mạnh mẽ thực sự có cách hồi trước tôi ở đài trung học giáo với thầy lý thầy lý cũng là trung y rất giỏi Thầy kể một câu chuyện cho chúng tôi nghe Vào thời cổ đại Tôi không nhớ là triều đại nào Hình như là Minh Thanh Có một vị y sĩ hết sức cao minh Có một lần có bệnh nhân Bệnh rất nặng tới tìm ông Sau khi ông chẩn đoán Đã nói với anh ta bệnh này của anh không sao hết đừng có sợ nếu như bệnh này của anh mọc ở trên đùi thì anh cũng sẽ mất mạng thì anh sống không nổi nữa người này nghe xong thì hết sức lo sợ ngày ngày đều nghĩ trên đùi đừng bị bệnh nữa cái này không sao ngày ngày nghĩ như vậy khoảng một tháng sau Quy trình hết rồi Bên trong thân thể hết rồi Thực sự chạy tới đùi luôn Người ta nói anh sắp mất mạng rồi Người khác liền nói với anh Anh đi hỏi y sĩ coi sao Ông ấy đã nói ở chỗ này Có lẽ ông ấy chữa được Anh liền đi tìm y sĩ Y sĩ nói với anh Chúc mừng anh Dũng dĩ anh bệnh ở bên trong Bệnh vào xương tủy rồi Thuốc không thấm vào được Bây giờ đang chuyển biến Dùng niệm lực chuyển biến Khiến cho đó chuyển tới chỗ này rồi Dùng thuốc được rồi liền chữa gọi cho anh ta Niệm lực Có thể khiến virus ở đất sâu trong nội tạng Chi giờ tới chỗ dễ chữa trị Điều này nghĩa là sao? Quý vị coi, Đồng cơm mãnh liệt, hết sức chuyên chú. Bệnh nhân này Chẳng phải rất cao minh sao Y sĩ chỉ là chặn đứng lại Nếu như hết sức chuyên chú Động cơ mãnh liệt Bệnh này sẽ khỏi Không còn nữa Có thể làm được không? Được Chúng tôi mấy năm trước nhìn thấy Tiểu diện ở sân tay Trung Quốc Đại Lục Không phải một cái Tôi nghe nói có hơn 40 cái Mắc bệnh ung thư bệnh viện đã từ bỏ chữa trị nói với họ thọ mạng của quý vị chỉ còn hai ba tháng nữa à, những người này là tín đồ Phật giáo rất thành kính à, thọ mạng đã hết rồi không cầu sống tiếp ý niệm này không còn nữa chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạc ngày ngày niệm A Di Đà Phật hết sức chuyên chú động cơ mãnh liệt cầu sanh tịnh độ ở a di đà phật bệnh đâu bệnh không quản nó nữa không để ý nó nữa cũng không chăm sóc đó nữa hai ba tháng sau bệnh này không còn nữa họ cảm thấy không có chỗ nào không thoải mái tại đi kiểm tra thật sự không còn nữa Cho nên bác sĩ cảm thấy hết sức là kinh ngạc Quý vị dùng phương pháp gì để trị liệu vậy? Nó không có, không có phương pháp gì hết Chúng tôi chỉ nhất tâm cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Bệnh tự nhiên không còn nữa Ví dụ này là thật, không phải giả họ đem những băng đĩa này tặng cho tôi coi tôi coi xong rất hoan hỷ. không ngờ khoa học bây giờ đã chứng thực được việc này là đạo lý gì đây năng lượng của ý thức thay đổi môi trường vật chất Trong số đồng tu của chúng ta còn có ví dụ. Việc này mọi người đều biết. Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc. Mười năm trước, cô bắt bệnh hồng ban lan sang. Còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Bác sĩ nói với cô, cô có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Cô đã học Phật. Cô không để tâm tới sanh tử Cô cũng không sợ hãi Không sợ chết Lúc đó vừa mới học Phật Nghe Kinh Vô Lượng Thọ Niệm A-di-đà Phật Hết sức hứng thú với việc này Cũng hết sức là Chuyên chú Động cơ mãnh liệt Cô nghe tôi giảng kinh, nghe băng đĩa, cô nói mình nghe hiểu một câu câu này tôi thường nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu cô nói cô hiểu được một câu này cho nên mỗi ngày cô nghe một đĩa kinh đó là kinh vô lượng thọ mà hồi trước Tôi giảng ở Đài Loan Khoảng một bộ du lừng thọ là hơn 60 tiếng thì giảng xong Cô có một bộ đĩa như vậy Mỗi ngày nghe một đĩa Tức là một tiếng đồng hồ Đĩa một tiếng đồng hồ này Nghe 10 lần Tức là dùng 10 tiếng đồng hồ nghe kinh Thật ra, nó là lập lại nội dung của một tiếng đồng hồ. Trường kỳ quân tu. Ngoài nghe băng đĩa ra, cô chỉ niệm a di đà Phật. Cô không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cái gì cũng không tham cầu. Chỉ có niệm Phật, nghe kinh, Hiểu rõ ràng Minh bạch thế giới cực lạc Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Cứ nghe như vậy mấy tháng sau Không có việc gì Vẫn sống rất tốt Đi kiểm tra lại thì không còn nữa Hồng ban lan sang không còn nữa Bác sĩ cảm thấy rất kỳ lạ Hỏi cô Cô dùng thuốc gì đã chữa hết rồi Dùng phương pháp gì chữa hết rồi Cô nói không có Tôi dùng niệm Phật Ngày ngày ở nhà nghe kinh niệm Phật Bác sĩ của bệnh viện tin theo Kỳ tích như vậy Tại sao tin cô Người này Cả đời chưa từng giọng ngữ Người thật thà Có gì nói nấy Cả đời chưa hề giọng ngữ Không đơn giản Hiếm có Cho nên mỗi người đều tin lời của cô Cô hết sức chuyên chú Động cơ mãnh liệt Cô quên mất bệnh tật của mình Cho nên cái khổ của hồng bang lan sang Cũng không còn liền tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng. Virus này không còn nữa. Tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng, khỏe mạnh lại. Bây giờ đi khắp nơi giảng kinh. Người mời cô rất nhiều. Hơn 60 tuổi Cô 55 tuổi bắt đầu học Phật Tới 65 tuổi được 10 năm 10 năm như một ngày Một bộ kinh, một câu Phật hiệu Một chút cũng không xen tạp Thực sự đã là một thí nghiệm cho chúng ta Nhất môn thâm nhập trường kỳ khuân tu Hiệu quả bất cả tư nghị cho nên chúng ta thấy đoạn báo cáo này của khoa học gia chúng ta dùng được cho nên nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu chỉ cần làm được không có một cái gì không thành tựu Dùng trong việc tu pháp môn tịnh độ Đó là lời thiền đạo đại sư đã nói Và dạ người tu và dạ người đi Một người cũng không sót Lời Phật nói trong kinh là thật Không có giọng ngữ Lời tổ sư Đại Đức đã nói cũng là thật Chúng ta chưa niệm tốt, chưa tu tốt Vấn đề ở chúng ta không ở kinh điển không ở tổ sư bản thân của chúng ta chưa làm thật quý vị coi người làm thật thì hiệu quả rất lớn đoạn bên dưới nói với chúng ta tâm linh tức là kiến phần của bác đức hiển nhiên là dùng một phương thức và vật chất nào đó vật chất là tướng phần của bác thức không thể phân chia liên kết với nhau quan niệm này phải có đây là chánh tri chánh kiến tâm linh là tinh thần vật chất là nhục thể Vật chất và tinh thần là một sự việc Không thể tách rời Phát hiện này Không xa lắm Vào năm 1990 Đã phát hiện Khoa học gia người Đức planck Ông cả đời nghiên cứu vật chất Rốt cuộc là vật gì Việc này coi như ông đã làm rõ Đối với khoa học là một ống hiến rất lớn Ông nói cơ sở của vật chất là ý niệm Vật chất căn bản là giả, không phải thật Là một huyện tướng do ý niệm sản sinh ra Hoàn toàn tương đồng với điều Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta. Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Niệm niệm thành hình. Cái niệm đó là hiện tượng tinh thần. Ý niệm là hiện tượng tinh thần. Niệm niệm thành hình. Hình chính là vật chất. Trong mỗi một niệm đều có tồn tại hiện tượng vật chất và hình đều có thức. Trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Đây chính là hiện tượng tinh thần mà chúng ta nói. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất là một thể, chắc chắn không tách rời. Nói việc này không thể tách rời mà liên kết với nhau. Đây là điều phát hiện gần đây. Cho nên, ý niệm có thể ảnh hưởng vật chất. Ý niệm của chúng ta có thể ảnh hưởng tới mỗi một tế bào trong toàn thân của chúng ta. Tại sao thân thể có bệnh? Ý niệm của chúng ta bất thiện. Sản sanh tế bào virus. Phải biết rằng Phật ở trong kinh điển thường nói với chúng ta Trong tâm mỗi người có tam độc Khi sanh ra thì đã có Đó không phải học được Đời đời kiếp kiếp đều có Đó là tham sân si Gọi là tam độc phiền não Thứ này rất dễ cảm nhiễm bởi vi khuẩn bên ngoài nếu như chúng ta đoạn trừ tham sân si không tham không sân không si nói như bây giờ là khả năng miễn dịch của quý vị rất tốt tại sao rất nhiều vi khuẩn quý vị sẽ không bị cảm nhiễm Thật vậy, không phải giả. Quý vị có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh không bị cảm nhiễm. Quý vị có tâm từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Không cần dùng tới thuốc men, tâm từ bi có thể giải độc. Chúng ta, nhiều đời, nhiều kiếp, đã kết ác duyên với rất nhiều chúng sanh. Bản thân trái chủ này làm sao hóa giải? Từ bi có thể hóa giải, thanh tịnh từ bi có thể hóa giải, quan thân trái chủ túc thế hiện tiền nó có thể hóa giải. Từ bi phóng quang. Từ bi có thể gia trì chúng sanh có duyên với chúng ta. Trong Bồ đề tâm, không thể thiếu từ bi, thiếu từ bi là không có Bồ đề tâm. Bồ đề tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Cho nên nuôi dưỡng tâm từ bi năng lượng ý niệm của chúng ta sẽ hết sức lớn mạnh tôi trích dẫn câu sau cùng là nói về điều này người học phật chúng ta phải nên học như vậy chúng ta xem tiếp trang thứ hai trong trang thứ hai chúng ta đều đọc lại nó đọc một chút những tin tức này rất khó có năng lượng không ngừng tới lui truyền đạt sản sinh một trường năng lượng hết sức khổng lồ khoa học gia đặt tên cho nó là trường năng lượng zero trường năng lượng này là hết sức lớn trường năng lượng zero gần như là chân như bạn tánh trong phật pháp đại thừa nói tới zero là gì trong đó cái gì cũng không có đó mới là zero có một có hai thì không phải nữa tự tánh chúng ta quả thật là zero cho nên khoa học và triết học đều tìm không thấy nó bởi vì nó là zero làm sao tìm được ý niệm của chúng ta cũng biến thành zero thì sẽ tìm được cho nên phật dạy chúng ta buông bỏ khởi tâm động niệm buông bỏ phân biệt chấp trước quý vị sẽ minh tâm kiến tánh vậy làm sao chúng ta phải về zero zero và zero sẽ gặp nhau chúng ta còn một ý niệm vẫn không được quý vị sẽ tìm không được đi là gì khó mấy ai không có ý niệm được Chúng ta coi liễu phàm tứ huấn Trong đó có một đoạn viết rằng Tiên sinh liễu phàm và thiền sư dân cốc Ở thiền đường núi Thê Hà Ngồi ba ngày ba đêm Không khởi một ý niệm Ba ngày ba đêm Không khởi một ý niệm không hề dễ thiền sư dân cốc rất kinh ngạc đây không phải là công phu bình thường đây là định công khá sâu liền thỉnh giáo tiên sinh liễu phàm Ông ba ngày ba đêm nay không gửi một ý niệm rất hiếm có. Thiền sư dân cốc có thể cả đời cũng chưa gặp. Tiên sinh Liễu Phàm nói, ông là người chân thật. Tôi không có công phu. Tại sao không có ý niệm? Số tôi đã được cộng tiên sinh coi xong rồi. Hai mươi năm nay, khổng tiên sinh sắp đặt cuộc đời thời gian ông không sai biệt chút nào ông là người trí thức mỗi năm đi thi lần nào thi đứng thứ mấy mỗi lần đi đều hoàn toàn giống như lời tiên sinh nói thu nhập mỗi tháng cũng giống như trong số mạng sắp đặt. Không sai chút nào. 20 năm nay ông nói đã là số mạng định sẵn, tôi nghĩ cũng vô ích. Không nghĩ nữa. Cho nên cái đó của ông thuộc về vô tưởng định. Không phải thiền định. Trong thiền định có cảnh giới, ông không có cảnh giới ông là gì ông là vô minh cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không biết đây là vô minh thiền sư dân gốc nghe xong phá lên cười ta tưởng ông là thánh nhân thì ra ông vẫn là phàm phu sao lại là phàm phu ông không phải thiền định trong định có huệ có giác nó có tác dụng cái này của ông không có tác dụng thuộc về vô tưởng định vô tưởng định cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không biết vô tưởng định muốn thực sự tu hành sanh tứ thiền vô tưởng thiên vô tưởng thiên phật pháp gọi nó là ngoại đạo thiên tức là họ mê hoặc điên đảo không có trí huệ đây là sai lầm Trong thiền định là có cảnh giới Giống như người niệm Phật Niệm Phật tam muội là thiền định Trong niệm Phật tam muội có thế giới cực lạc Có a di đà Phật Không phải cái gì cũng không có Quý vị ở trong thiền định Quý vị có thể thấy thế giới cực lạc Quý vị có thể thấy a di đà Phật Quý vị có thể thấy y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạc những thứ nhìn thấy nhất định Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Là không sai Đại sư Huệ Diễn Tổ sư đời thứ nhất Tông tịnh độ thời Đông Tấn của chúng ta Ngài ở Lô Sơn Xây một niệm Phật đường Niệm Phật đường Đông Lâm Tức là chùa Đông Lâm bây giờ có 123 đồng tham đạo hữu Mọi người đều thích niệm Phật Sống chung với nhau Tập trung lại cùng niệm Phật Phát nguyện Ở nơi đó giảng sanh Lấy hộ khê Làm biên giới Họ không xuống núi 123 người Tất thảy đều giảng sanh Gây gớm chưa Rất là gây gớm khi diễn công giảng sanh đã nói với các đồng hữu của mình. Ngài nói thế giới cực lạc Ngài đã thấy ba lần. Nhìn thấy ở trong định nhìn thấy ba lần. Người ta hỏi Ngài thế giới cực lạc nhìn ra sao? Hoàn toàn tương đồng như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Hồi đó Tịnh độ Tam Kinh Kinh Di Đà Kinh Quán Chu Lượng Thọ Phật Đều chưa dịch ra Tu tịnh độ chỉ có một bộ kinh vô lượng thọ Đây là kinh phiên dịch sớm nhất Cho nên họ chỉ y theo bộ kinh này Chuyên tu Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu ba lần thấy thế giới cực lạc hôm đó ngài lại thấy nữa đây là lần thứ tư nói với mọi người tôi phải giảng sanh rồi khi giảng sanh phật tới nghinh tiếp ngài ngài nói với mọi người nhìn thấy phật tới nghinh tiếp hơn nữa còn nhìn thấy bên cạnh phật có mấy người nữa là những người ở niệm Phật đường giảng sanh sớm hơn Ngài Cùng A-di-đà Phật tới trước Ngài về thế giới cực lạc Đây không phải giả Đây là thật Cho nên chúng ta ở đây phải học hai câu này Phải chuyên chú hết sức chuyên chú phải có tính tâm kiên định không nghi ngờ chút nào trường năng lượng này khoa học gia nói là trường năng lượng zero tôi thấy nó là chân tánh mà chúng ta nói chư pháp thực tướng họ nói về cái này nhưng họ không nói rõ Phật Pháp nói rất thấu triệt Đại sư Huệ Năng Minh tâm kiến tánh liền nhìn thấy được Bắt buộc tâm của chính mình Cái gì cũng không có Đạt tới zero Zero là chân tâm Chân và chân tương ứng Thì sẽ nhìn thấy Có một ý niệm thì gọi là vọng tâm Vọng tâm không nhìn thấy chân tâm vọng tâm có thể nhìn thấy a à lại gia không nhìn thấy chân tâm cho nên vọng tâm chuyên chú tới cùng cực vẫn là vọng tâm chúng ta hiểu rõ đạo lý này chúng ta phải nhất tâm chuyên chú niệm a di đà phật nhất tâm chuyên chú Nghĩ về thế giới cực lạc Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Quý vị có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Chúng ta dùng thế giới cực lạc làm một bàn đạp Tới thế giới cực lạc rồi Lại nâng lên một bước Minh tâm kiến tánh Ở nơi này chúng ta không kiến tánh được Chúng ta không có năng lực đem những chủng tử tập khí trong a la gia thức của mình trừ bỏ đi trừ bỏ đi mới là zero còn một thứ chưa trừ bỏ được thì đó không phải zero quý vị còn hai ba thứ ở trong đó người trung quốc nói ba tâm hai ý ba tâm hai ý là lời phật ba tâm là nói về gì a là Da, mạt na ý thức đây là ba tâm hai ý tức là mạt na và ý thức mạt na là ý căn cái thứ sáu là ý thức hai ý ba tâm hai ý là vọng tâm không phải chân tâm buông bỏ ba tâm hai ý chân tâm sẽ hiện tiền quý vị liền kiến tánh trong pháp tướng tông nói chuyện bát thức thành tứ trí thì sẽ kiến tánh quay về zero sẽ nhìn thấy trường năng lượng từ trường này hết sức hết sức lớn còn lớn hơn hư không pháp giới đoạn thứ hai chúng ta đọc một chút năng lượng của những hạt cơ bản này từ phát ra nhỏ tới nỗi khó tưởng tượng không tưởng tượng được đã chứng minh vật chất hạ nguyên tử và trường năng lượng zero không ngừng trao đổi năng lượng tách khỏi trường năng lượng zero tất cả vật chất sẽ sụp lún tức là vật chất không còn nữa trường năng lượng này tức là bản thể dạng hữu vũ trụ mà trong triết học có nói Chính là chân như tự tánh Mà Phật Pháp Đại Thừa có nói Nếu như không có nó Cái gì cũng không có Tất cả các hiện tượng đều không còn Tất cả hiện tượng là theo nó mà sanh khởi Cho nên đó có thể sanh hiện A-lại-gia có thể biến không có ai là gia thì không có biến quá có ai là gia vọng tâm thiện biến tâm đang biến vật chất bên ngoài biến theo là đạo lý như vậy trong vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ thì tam biến đã nói với chúng ta rất rõ ràng thứ nhất Ba loại châu biến này Thứ nhất là châu biến Pháp giới Tức là ở đây nói Vật chất hạ nguyên tử Và trường năng lượng zero Không ngừng trao đổi năng lượng Đây chính là châu biến Pháp giới Hiện tượng thứ hai Sẽ sản sanh tác dụng Cái này tức là xuất sanh vô tận Tất cả biến hóa đều đã sẵn sanh Hiện tượng thứ ba là Hàm dung không hữu Đây là nói về lượng của nó Vô lượng Không phải hữu lượng Hàm là bao hàm Bao hàm hư không Dung là dung nạp Dung nạp dạng hữu Phật môn thường nói Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Đây là chân tướng sự thật Tâm lượng của chúng ta Hôm nay biến thành nhỏ như vậy Hai người còn không bao dung được còn phải đối lập. Đi là sai lầm. Chắc chắn là sai lầm. Cho nên tâm lượng mỗi người đều lớn như pháp giới hư không, thậm chí còn lớn hơn. Lượng lớn phước lớn, người tâm lượng nhỏ thì không có phước báo. cho nên phải bao dung tất cả mọi người phải bao dung tất cả pháp đừng phân biệt đừng so đo khôi phục tâm lượng vốn có của quý vị tâm lượng vốn có của quý vị giống như phật vậy tâm lượng của phật là có thể trùm hư không Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Đây là tâm lượng Phật Tâm lượng của bản thân chúng ta giống giới của Phật Cho nên ngày nay Chúng ta biến thành tâm lượng nhỏ hẹp Cái gì cũng đi so đo tính toán sai lầm rồi So đo tính toán sẽ biến thành lục đạo luân hồi Sẽ biến thành tam ác đạo trong pháp giới tứ thánh thì không so đo nữa tâm lượng rộng mở đây là điều mà chúng ta nhất định phải học tập tất cả vật chất vũ trụ đều tương tác với trường năng lượng zero ở đây chứng tỏ Pháp tướng vĩnh viễn không thể nào tách khỏi Pháp tánh Pháp tánh năng sanh năng hiện Pháp tướng là sở sanh sở hiện Pháp tướng sở sanh sở hiện Khoa học bây giờ gọi là hiện tượng Hiện tượng Có Ba loại lớn Hiện tượng tự nhiên hiện tượng tâm lý hiện tượng vật lý hiện tượng tâm lý chính là ý niệm điều là từ trong tự tánh biến hiện mà ra cấu tạo cơ thể người và ăn có một số chỗ tương đồng là không nhìn thấy máy tiếp nhận tin tức hoặc là người phát tín hiệu đây là nói mỗi người chúng ta mỗi người chúng ta ở trong vũ trụ phật pháp nói pháp giới khoa học bây giờ gọi là vũ trụ đều là một ý nghĩa trong vũ trụ là một điểm rất nhỏ điểm này mãi mãi tồn tại khoa học đã phát hiện rất sớm gọi là vật chất bất diệt vật chất bất diệt chúng ta sẽ có thể cảm nhận được ý nghĩa thứ hai ý nghĩa sâu hơn một tầng ý niệm chúng ta bất diệt vật chất bất diệt sau khi vật chất phân tán chúng lại kết hợp chúng ta hiểu rõ cơ thể của chúng ta dùng danh từ khoa học mà nói do nguyên tử điện tử hợp thành khi nguyên tử điện tử rời khỏi thân thể này không còn nữa giống như ngôi nhà này ngôi nhà này gồm thép xi măng gạch ngói theo mô hình lắp ghép lại mà ra ngôi nhà sẽ xuất hiện. Nếu như tháo đó ra, thì sẽ thành một đống vật liệu xây dựng. Cho nên ngôi nhà có sanh diệt không? Không có sanh diệt. Hợp lại là ngôi nhà, tháo ra thì biến thành vật liệu. Thực thể con người cũng như vậy. Những nguyên tử, điện tử cực kỳ di tế này không diệt. Nó sẽ chạy tới nơi khác rồi lại hợp thành lại hợp thành thân thể cho nên thân thể vật chất này thực sự không phải chính mình nguyên tử của thân thể chúng ta sẽ chạy tới thân của người khác thân người khác cũng sẽ chạy tới chỗ mình thật không phải chính mình vậy cái gì là chính mình ý niệm đó là chính mình nhưng ý niệm có giao lưu không có Ý niệm mặc dù giao lưu, chính mình còn tồn tại. Người bình thường chúng ta gọi nó là linh hồn. Biết thân thể có sanh diệt, linh hồn không sanh diệt. Linh hồn có không? Thật có. Thật ra mà nói, linh hồn cũng là sắc thọ tượng hành thức, nhưng cái sắc đó không phải là vật chất rõ ràng mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy thi nhãn có thể nhìn thấy vậy phật bồ tát càng cao minh phật bồ tát có pháp nhãn có phật nhãn có huệ nhãn họ có thể nhìn thấy những thứ phàm phu chúng ta không thấy hơn nữa nhìn thấy hết sức rõ ràng chân tướng cả vũ trụ phật là ngũ nhãn viên minh thấy quá rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì ngài đều thấy rõ cho nên thân người chúng ta không ngừng đem tin tức của chúng ta phát ra cả vũ trụ cả vũ trụ đều có thể nhận được tin tức của chúng ta chúng ta nói là hiện tượng chấn động ý niệm của chúng ta cùng thân thể của chúng ta tế bào của thân thể tế bào là do chấn động mới sanh ra cho nên nó cũng phát ra tin tức đã phát ra tin tức tế bào này của chúng ta là khỏe mạnh hay có bệnh tật nó phát ra cái này tin tức của sự khỏe mạnh phát ra thì tốt có thể giúp vũ trụ có thể giúp tinh cầu khỏe mạnh bệnh tật thì không tốt phát ra thành cái gì tức là vi khuẩn phát ra bên ngoài giống như ôn thần vậy đem ôn dịch virus phóng ra bên ngoài nếu như chúng ta gặp phải ý niệm bất thiện thì làm sao thì rất đáng sợ đây là phiến diện thật vậy bao nhiêu tin tức như vậy phát cho chúng ta chúng ta đều nhận được nhận được thì sao bây giờ bộ máy này của chúng ta không nhạy là nhận được rồi nhận được nhưng không có cảm giác bộ máy này không nhạy tại sao lại không nhạy bởi vì chúng ta có phiền não có tập khí cũng có nghĩa là có khởi tâm động niệm có phân biệt chấp trước bộ máy này không nhạy phải cực kỳ tập trung. Hơn nữa, phải không ngừng phát ra, chúng ta mới cảm nhận được. Lúc bình thường, chúng ta không cách nào cảm nhận được. Nhưng Phật Bồ Tát thì cực kỳ nhạy bén. Những tin tức cực kỳ di tế, các ngài đều biết được. Cho nên chư Phật như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, Thật sự là không gì không biết, không gì không thể. Không gì không thể, tức là các ngài có năng lực giúp đỡ chúng ta. Khi chúng ta cần tới thì liền có cảm, các ngài sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Trong cửa Phật có cầu tức ứng Câu nói này Rất nhiều đồng tu đều quen thuộc Là thật không phải giả Chúng ta muốn cầu Phật Bồ Tát Ý niệm phải đơn thuần Ý niệm phải tập trung Động cơ chúng ta phải thuần chánh Thuần chánh là sao? Không vì danh văn lợi dưỡng Không làm hại tất cả chúng sanh Ý niệm này sẽ thuần chánh Như lý như pháp Đoan chánh tâm niệm Sức mạnh này sẽ rất lớn Cho nên chúng ta cởi tâm động niệm Phải có trách nhiệm với chính mình Hơn nữa biết rằng sẽ ảnh hưởng tới vũ trụ có thể không ảnh hưởng trước mắt chúng ta. Chúng ta các bạn không nhìn thấy có thể là ở một tinh cầu khác. Điều này chắc chắn có thể. Chúng ta đừng để ý niệm bất thiện của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Phải dùng ý niệm thiện. Ý niệm thiện nhất là niệm A-di-đà-phật. Trong Kinh Du Lượng Thọ Nói hết sức rõ ràng Hết sức thấu triệt Ý niệm là một loại tần số Niệm lực trị liệu Tức là một loại ánh sáng Có trình tự cao độ Ý niệm cũng là một sự hòa hợp cao độ như vậy Câu này nói về trị bệnh Dùng ý niệm để trị bệnh Ý niệm này là ý niệm thiện. Không phải ý niệm tham sân si mạng nghi. Không phải ý niệm oán hận não nộ phiền. Cũng không phải ý niệm sát đạo dâm vọng. Dùng cách nói của lão tổ tiên chúng ta. Ý niệm ngũ luân. Ý niệm ngũ thường. Ý niệm tứ duy bát Đức đây là ý niệm tốt nhất có trị được bệnh không được ý niệm Phật pháp dạy chúng ta là thập Thiện ngũ giới lục độ phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện A di Đà Phật bốn48 nguyện chánh niệm ý niệm này rất là tốt Hy vọng chúng ta phát ra loại ý niệm này Truyền ra loại ý niệm này Đối với tất cả chúng sanh Khắp pháp giới, hư không giới Chúng sanh bao gồm phạm vi rất lớn Động vật cũng là chúng sanh Chúng duyên hòa hợp mà sanh Thực vật cũng là chúng sanh Khoáng vật cũng là chúng sanh hư không và thời gian đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh cho nên chúng sanh này phạm vi bao gồm quá lớn chúng ta phải dùng chánh niệm phát ra niệm niệm đều là chánh niệm không có tà niệm trong kinh phật thường nói ngày nay khoa học chứng minh cho chúng ta việc này là thật không phải giả Một thiện niệm của chúng ta Tương ứng với thiện niệm của khắp pháp giới hư không giới Đều không tương ứng với tất cả ý niệm bất thiện Như vậy có thể thay đổi sức khỏe của thân tâm chúng ta Có thể cải thiện sự tốt đẹp của môi trường cư trú chúng ta Đây gọi là phước nhân cư phước địa Phước địa phước nhân cư người có phước tâm tốt hành tốt người này là tâm tốt chúng ta nói bốn điều tốt có tâm tốt nói lời tốt hành việc tốt làm người tốt bốn điều tốt này loại người này có phước báo nơi cư trú của người như vậy nơi đó chính là phước địa phước địa phước nhân cư chính mình có phước cũng có thể ảnh hưởng người khác người xung quanh đều được nhờ tại sao họ cũng sống trong phước địa hậu đức tải vật trong kinh dịch nói vậy câu bên dưới ý niệm nhân loại có thể ảnh hưởng thực vật thể sinh vật đọc hiểu được tâm tư ý niệm của con người đồng thời sẽ có phản ứng họ nói lòng trắng lòng đỏ trứng đều sẽ trao đổi tin tức với vỏ trứng nói về một quả trứng gà cho dù thể sinh vật bị cắt thành từng miếng sự câu thông vẫn tiếp tục tiến hành hiện tượng này đã được chứng minh gọi là hiện tượng toàn tức